À, cụ tôi đây gần trăm tuổi vẫn ăn trầu hút thuốc rất là sành điệu ấy cái cụ. Mày đưa nhau cậu. Đúng không? Cái quả mới chuyển sang này vàng ươm. À, cụ rất là khỏe. Nó không xem hố được quả mình ra sống được không? Cứ thế mà ra. Đó. Cụ ăn bưởi nhá. Không. Cụ ăn gì? Nó nặng toàn hoa một đấy. Hoa một nó mới xám. Nó hoa khổ. Hoa một là như thế nào? Ra đầu tiên. À. Nhưng hoa muộn thì mình ít hơn mỡ hôm nay rồi. Hôm nay mẹ nó cứ như nhảy người. Hai chân rét buồn cười. Thế cụ mua tất à? Tất của cụ đâu? Tất là chỗ qua thì chỗ khô. Hôm nào thì đưa cho mấy đôi, ba bốn đôi kia mà. Thế để đâu? Đôi cụ đi làm nữa. Của trẻ con đi. Của trẻ con. Thì sợ thế nào rồi. Kệ cứ sỏ cho nó ấm cái gan bàn chân này. Đây ở dưới. Ở trong thủ. Cái một trẻ con. Ôi giời, mình không sợ rồi. Đưa bác đưa thằng này nhắc mấy cụ không đi. Cụ bảo trẻ con. Đổ ra ai ăn này mà đổ nhắm này ạ. Đổ hết ra để ăn.